Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tỵ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người tuổi Tỵ về tử vi vận hạn của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Tuất, một tháng hỏa đầu tiên của nửa cuối năm 2019 năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng mà với người tuổi Tỵ là nhẹ nhàng. Theo như là mình tìm hiểu rồi thì mình thấy rằng người tuổi Tỵ ở trong cái tháng này khá là nhẹ nhàng, không có nhiều quả sự xung khắc. Và đặc biệt là những cái người mà đang chịu nặng ở trong cái năm mà gọi là tam tai năm nặng đối với tuổi Tỵ, như là Đinh Tỵ, Ất Tỵ là nặng nhất, Quý Tỵ thì lớn rồi mình không có nhiều lắm cơ hội để gọi là làm ăn, mà Quý Tỵ thì nặng về bổn mạng. Đầu tiên hết phải công nhận rằng là người tuổi Tỵ gặp rất nhiều khó khăn từ tháng Giêng cho đến tháng 8. Tháng 8 là một trong những cái tháng có thể nói là đỡ đần hơn cho người tuổi Tỵ, ít gặp cái chuyện trục trặc. Vì có tam hợp của tháng Tỵ Dậu Sửu. Tuy nhiên là vẫn chưa hoàn hảo. Nó không thể nào hoàn hảo ở trong năm này, vì mình bắt đầu bằng tam tai năm này. Tiếp tục là tháng 9 thì để xem coi mọi người xấu và tốt ra sao. Đầu tiên hết thì mình phải xét cho người Quý Tỵ sinh năm 1953 với mệnh trường lưu thủy. Xét về trụ mạng, thủy, người mệnh thủy gặp tháng hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt, đề phòng những tai nạn nhỏ ở trong bản thân mình, đặc biệt là với các anh em, máu huyết sẽ không được tốt đẹp. Rồi thiên can thì chữ quý, chữ giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nạp âm của quý là thủy, nạp âm của giáp là mộc, cho nên thủy sinh mộc, nạp âm ngũ hành bị sinh xuất rất dễ gây ra hao tốn tiền bạc ở trong cái người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Có thể nói là người sinh năm 1953 thì đã hết tuổi lao động, chủ yếu là nếu các anh chị còn thì là các anh chị là người kinh doanh thương mại mua bán, thì sẽ có những cái trục trặc về tiền bạc, các anh các chị nhớ cẩn thận. Địa chi thì Tỵ Tuất là từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên có thể nói là tháng 9 không có nhiều xào trộn ở trong cái gia đạo về mặt tình cảm của người Quý Tỵ. Cái điều này là một cái điều mà các chị rất là mừng. Vì sao? Vì người Quý Tỵ của các chị nói nam nhâm nữ quý, quý nào thì sướng, nhưng mà Quý Tỵ là khổ thân, lo nghĩ quá nhiều, cho nên là không được tốt đẹp về mặt tâm tư. Cho nên là tình cảm, thí dụ như gia đạo, thấy đứa con này nó thành công, thấy đứa con kia nó ok, thì người Quý Tỵ sẽ Quý Tỵ nữ mạng sẽ rất là vui vẻ. Tuy nhiên là người nam mà Quý Tỵ thì hay nghĩ cho bản thân nhiều quá, không nghĩ cho những cái người thân của mình. Rồi đó là người Quý Tỵ với tháng 9. Tiếp theo đó là người Ất Tỵ sinh năm 1965 với mệnh Phúc Đăng Hỏa. Mình có hồi đầu năm mình có nghiên cứu thì mình có nói đây là một trong ba tuổi xấu nhất của năm nay, Quý Hợi, Ất Tỵ, Quý Tỵ, rồi là Ất Hợi. Đây là một trong bốn cái tuổi mà xấu nhất. Vì sao? Vì mình đã phân tích rồi ha. Ất khắc kỷ của năm là nó xào xáo công việc nhiều thứ, cho nên từ đầu năm tới bây giờ người Ất Tỵ dù rằng đang ở trong những cái năm mà gọi là ổn định sự nghiệp từ này kia, nhưng mà mình thấy là mất nhiều hơn được, đặc biệt là các chị nữ. Các anh nam thì làm không có đặng đồng nào cả, làm 8-9 tháng rồi mà không thấy tiền đâu. Đó là cái không hay của người Ất Tỵ ở trong năm nay. Thì xét vào tháng 9 thì Ất Tỵ là hỏa, gặp tháng Giáp Tuất cũng là hỏa, cho nên là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok, không vấn đề, tốt. Thiên can Ất Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ất Giáp thì thuộc nạp âm ngũ hành đều là mộc, cho nên là có thể nói là ổn. Công việc không vấn đề, không có nhiều xung khắc, mọi chuyện em không gặp thêm rắc rối
Tại vì rắc rối từ đầu năm tới bây giờ đủ rồi, tới đây cho nó bớt bớt, chứ còn mà rắc rối nữa chắc sắp tôi nghe các anh các chị thở oxy. Thì trong một đoạn dốc, tức là từ tháng 1 tới tháng 12 là một đoạn dốc rất cao, thì cũng phải có một cái đoạn nó nghỉ ngơi một tí xíu rồi mới chạy tiếp. Đây là một trong những tháng như thế đối với công việc của các anh các chị cũng như gia đạo. Vì sao? Vì tỵ tức và tự chủ bình hòa, địa chi không có xung, không có khắc nhau, thì gia đạo tình cảm không là cái sự xung khắc quá lớn đối với tuổi của các anh các chị. Cho nên các anh các chị đừng có lo lắng. À, như vậy là tháng 9 âm lịch của người Ất Tỵ sẽ đỡ đần, nhiều điều sẽ tốt đẹp hơn những gì mà mình trải qua từ đầu năm đến bây giờ, đúng không? Các anh các chị, nói thật sự ra người Ất Tỵ vốn dĩ là những người rất là tiết kiệm, biết lo xa, biết nghĩ rộng. Tuy nhiên là mình nói rồi, thời vận thì không nói trước. Giờ mình có lo xa, lo cái gì nữa, thì những cái chuyện đó nó muốn xảy ra thì nó đã xảy ra, mình không thể nào xoay trở kịp. Mình không bao giờ nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra thôi. À, đó là thời vận mình không có, chứ không phải là tại cái này bị cái kia. Hãy nói rằng đôi khi con người ta 10 năm sẽ đi lên và 10 năm sẽ đi xuống. Trong những năm đi lên nó cũng có lúc sụp xuống, chứ không phải là bằng phẳng đi lên, cái năm nào cũng lên đều đều. Có thể là lên vậy cái sụp xuống, vậy cái lên lại ha. Nhưng tổng 10 năm mình vẫn là đi lên. Đó. Rồi. Tiếp đến đó là những người Đinh Tỵ sinh năm 1977 với mệnh là Sa Trung Thổ. Đây là một trong những cái tuổi rất là hay, có nhiều ân quán với mình lắm. Nhưng mà thôi thì mình xét xem coi là tháng 9 năm nay nó như nào. Với cái mệnh Sa Trung Thổ gặp tháng Hỏa là Hỏa sinh Thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và các phúc tinh và tài tinh, vì thế cũng được hưởng lợi. Ngon lành, người Đinh Tỵ ở trong tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất, tương đối là tốt đẹp. Vì được mệnh tương sinh rồi, phúc tinh và tài tinh phát huy tác dụng ha. Phần nào khống chế bớt phá và bại tinh rất là nhiều ở trong năm nay, ở trong mệnh, trong hạn của người Đinh Tỵ. Thiên can Đinh Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là âm ngũ hành của Bính Đinh là Hỏa, Giáp Ất là Mộc, cho nên là gọi là tương sinh, Mộc sinh Hỏa. Có thể nói là có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng mong cầu nhiều. Không mất tiền là mừng rồi, người Đinh Tỵ ha. Rồi, địa chi Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy là người Đinh Tỵ không có phải lo lắng về cái việc gia đạo xào xáo hay là xảy ra nhiều chuyện gì buồn phiền. Đinh Tỵ nữ mạng thì hay nói là giỏi quản chồng, chịu đựng tốt, giống như là người mệnh Thổ. Sa Trung Thổ mà, ai muốn làm, ai muốn đạp mình đi dưới đất, muốn đạp, muốn nói gì nói, cho nên là người khá coi như mềm nắng rắn buông, siết từ từ, siết ông chồng mình từ từ một cách khó thở. Đó là cái đặc điểm của người Đinh Tỵ. Cho nên là người Đinh Tỵ về mặt tình cảm ít có xảy ra cái việc mà phải chia ly. Tuy là kỳ hai cái tuổi nó cũng khá khá gần nhau, như là Mậu Ngọ và Đinh Tỵ, nhưng mà người Mậu Ngọ thì nóng nảy lắm, cái gì cái bực liền, còn người Đinh Tỵ thì giỏi chịu đựng. Phụ nữ Đinh Tỵ là giỏi chịu đựng nhất. Đó. Rồi, như vậy là người Đinh Tỵ ở trong tháng 9 âm lịch khá là tốt đẹp chứ không có xấu. Tốt so với những cái tháng khác ở trong năm nay thôi, chứ không có nó nghĩa là tốt như những năm khác nha. Người Đinh Tỵ năm nay vẫn nên nhớ rằng tất cả những người tuổi Tỵ đều nằm trong tam tai năm nào, Thái Tuế luôn đi song hành, không trực thôi, không có trực chiếu mình thôi, không có nặng như những người tuổi Hợi, nhưng Thái Tuế luôn đi song hành với mình, cho nên là cũng ngán lắm ha. Luôn luôn có cái dao chỉ ở bên hông nè, dù là nó biết là cái mũi dao nó sẽ không tới mình, nhưng mà mình nhột chứ, cái dao chỉ ở bên hông gì nhột chứ sao không nhột, đúng không? Cho nên là cẩn thận. Rồi, tiếp đến đó là các em gái tuổi Kỷ Tỵ với mệnh Đại Lâm Mộc. Một trong những cái tuổi mà nói thiệt sự ra mình nói nha, mình ngán nhất trong các cái tuổi. Nếu mà mình thấy Kỷ Tỵ là mình chạy liền. Nếu như là người mà không phải vì họ khó khăn, không khó, phải vì họ xấu, nhưng mà họ lạnh lùng. Người Kỷ Tỵ mà mặt họ lạnh lùng, họ dứt khoát, họ nữ, thí dụ nữ Kỷ Tỵ họ dứt khoát, nam thì mình cũng cảm thấy là bình thường thôi.
Nhưng mà nữ kỹ tị là nếu mà mình gặp là mình chạy thì không dám đâu, tự vì họ gọi là gì, cũng siết như người đinh tị, nhưng mà họ lạnh lùng, họ dứt khoát, họ có mang một cái vẻ gì đó là trơn trượt ướt át. Mình thí dụ như Mậu Thìn và Kỷ Tỵ hai tuổi gần nhau, nhưng người Mậu Thìn yêu đương rất là nồng cháy, rất là nói chung là cũng muốn dây dưa, nhưng mà người Kỷ Tỵ thì cái gì là cắt cái bậc đứt, chứ không có bao giờ đi trước đây là chồng là con đó, yeah. Nhưng mà đã chia tay rồi đi ngang không thèm nhìn à, đó là cái người Kỷ Tỵ. Cho nên là có cái hay của nó, đó là người dứt khoát cũng có cái hay của nó, không yêu nữa thôi dứt khoát cho rồi thì cũng đó là cũng có một cái hay. Rồi xét về người Kỷ Tỵ ở trong tháng Giáp Tuất thì là Kỷ Tỵ là mộc gặp tháng Hỏa, là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được tốt, cẩn thận về mặt tai nạn nhẹ nhàng đó. Tuy nhiên là thiên can chữ giáp của Giáp Tuất hợp chữ Kỷ, thiên can thuộc ngũ hợp, nhiều may mắn trong công việc, tài lộc rất dễ hanh thông. À ngon lành ha, cũng được. Nói chung là có được ngũ hợp trong thiên can thì tiền tài bớt phải hao tốn, bớt gặp khó khăn trong công việc như từ đầu năm tới bây giờ. À, nói thật sự mà nói là người Kỷ Tỵ năm nay cũng gặp trúc trắc trục trặc, tuy nhiên giải quyết được chứ không nặng nề như nhà người Ất Tỵ đâu. Cho nên là các em gặp tháng này tháng tương hợp của ngũ hợp về thiên can thì công việc chắc là sẽ bắt đầu khởi sắc trở lại bình thường với cái nhịp của mình từ xưa giờ. Rồi địa chi thì Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là không phải lo lắng về cái việc là gia đạo xào xáo gây ra buồn phiền cho người Kỷ Tỵ. À, vốn người Kỷ Tỵ thì kỹ tính lắm. Rồi đó là người Kỷ Tỵ của tháng 9. Tiếp tục đó là các em nhỏ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 với mệnh Bạch Lạp Kim. Người mệnh Bạch Lạp Kim gặp tháng Hỏa, tức là Hỏa khắc Kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng tai nạn phạm thân. Các cháu nhỏ này là Kỷ Tỵ nè, mới bắt đầu từ ở nhà, ở trong cái môi trường nhỏ, bước ra làng rồi, đang tuổi này là vào đại học năm nhất mà, cho nên là có thể nói là mới đầu va còn bỡ ngỡ, còn thấy nhiều cái điều lạ lẫm. Đi đứng nhớ cẩn thận, đừng có quá manh động. Có nhiều người ở nhà thì xưa hiền từ lắm, tới hồi được thả ra đi đại học là giống như chim sổ lồng ha, quậy phá chạy xe rồi này kia, cẩn thận coi chừng không có ổn về bổn mạng nha. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như vậy thì công việc không phải vấn đề là đúng thôi. Từ vì các cháu nhỏ từ này tuổi này mới ra mà, có thể là mới ra ổn định hơn một chút, học được 1-2 tháng thì xin công việc làm hoặc là như đó mấy thì công việc làm hoặc là khởi đầu một cái gì đó thì chắc là không đến nỗi nào ở trong công việc. Địa chi thì Tỵ Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Nó chứng tỏ là gia đạo tình cảm phát sinh khá là ok, không có vấn đề. Như vậy thì rõ ràng đối với mọi người tuổi Tỵ, tháng 9 là một cái tháng khá là an nhàn, nhiều phước lành, nhiều cái việc hanh thông. Chỉ có một số tuổi là bổn mạng không được ok. Đặc biệt là người mệnh tuổi Tân Tỵ 2001 thôi, còn lại thì mọi chuyện rất là đều gọi là nhẹ nhàng đối với mọi người. Hy vọng rằng đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ tự tin mà có những cái nhận định, cái gọi là cương nhu trong làm ăn cũng như là trong gia đình tình cảm, để mà có một cái tháng 9 thành công mỹ mãn như vốn dĩ cái tử vi người xưa để lại. Hy vọng rằng những thông tin này thật sự làm cho mọi người cảm thấy phần nào rũ bỏ bớt cái mệt nhọc của từ tháng 1 tới tháng 8 của năm Kỷ Hợi 2019 đeo bám mọi người. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tỵ khác biết mà ứng dụng vào tháng 9 âm lịch. Ai xem hoặc là chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi
xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy khác của tuổi của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.